Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ xây một cái bếp nhỏ đây. Xây cái này để bếp kiềng nhá. Cái này chỉ có Việt Nam mới có thôi. Các bạn ở quê Việt Nam thì mới biết được. Các bạn ơi, mình xây vòng quanh này xong tí sẽ đổ bê tông nhá.